Cô chào Thảo Đan nhé. Cô vừa nghe video bài đọc của con. Cô thấy rằng là hôm nay con đã cố gắng làm tốt bài. Tuy nhiên có một số từ cô cần chỉnh sửa cho con nhé. Thứ nhất là trong cái phần nguyên lema ngắn thì con làm khá tốt rồi. Con chỉ cần chỉnh cho cô một số từ sau. Thứ nhất là từ upload, 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 upload. Từ thứ hai đó là từ run, 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 âm r, con không phải đọc là ran, ran, ran đâu nhé. Tiếp này, cái từ tiếp theo đó là từ lav, lav. Cái từ này không đọc là nạp, âm, con chú ý cho cô là âm l, lav. Đó, đó là một vài từ tiếp theo nữa. Thứ tư đó là từ mother, cái âm giờ này, con chú ý cho cô là mother, không đọc là má tờ giờ nhé, mother. Đó. Tiếp này, về nguyên lema dài thì các từ con đọc nguyên lema dài con đọc khá là tốt rồi. Tuy nhiên, con chú ý cho cô là khi mình đọc nguyên lema A thì mình cần phải há miệng rộng hơn. Ví dụ như arm, arm, bar, bar, car, car, heart, heart. Đó, kéo dài ra nhé. Ví dụ từ father, father. Market, market. Farmer, farmer. Garden, garden. Jar, jar. Park, park. Party, party. Target, target. Star, star. Đó. Đó là một vài cái lưu ý của cô khi mà mình đọc bài nhá. Mình kéo dài ra hơn nữa cái verma, bởi vì mình tránh là mình đọc ví dụ father, car, heart, market thì nó sẽ không phân biệt với a ngắn nhá. Đó là một vài lưu ý của cô trong bài ngày hôm nay của con. Thảo Đan sẽ chỉnh lại và hoàn thiện bài tốt hơn trong buổi tối ngày hôm nay nhá. Cô chào con nha.